Chơi thì biết nghe, nuôi người già ở trong chùa nghe quý vị. Thấy đúng là cái ái tình trong cuộc đời nó không đơn giản, không dễ thoát ra. Những đức thì người ưa len lỏi lắm, trong mỗi chỗ, mỗi nơi để tìm hiểu, đem những bài pháp xác thực để hướng dẫn quý vị. Ông già 75 tuổi, bà già 73 tuổi, hai người ngồi nói chuyện. Ban đầu ngồi cái ghế này với cái ghế này, mà chướng giữa là một cái khoảng trống của cái ghế. Thì ông ngồi đây, bà ngồi đây, nói chuyện. Nhân Đức ngồi phía sau, không hay, không hay. Xong á, ông nói với bà, ấy ở đâu vậy? Ấy nhà ở đâu vậy? Thấy không? Xong cái bà kia nói là ấy ở đó đó. Ghê chưa? Nói chuyện ghê chưa? Nói chuyện chút cái ổng xích lại một chút. Mà ổng xích lại một chút thì bà mới xích ra lần kia một chút. Thì bà xích lại một kia một chút thì cái băng ghế của bà ngồi nó có một khoảng trống. Mà ổng mới xích cái tới cái đường trống của cái ghế á. Cái ổng đứng lên cái ổng bước qua cái ghế của bà ổng ngồi. Ghê chưa? Kinh chưa? Xong nó nói chuyện qua lợn chút cái ổng nói nè, ấy tuy lớn tuổi mà tay cũng còn đẹp quá hà. Xong lúc đó Nhận Đức á, đứng lên như thế này nè, tay đẹp lắm. 77 tuổi tóc đứng dậy. Nhận Đức nói ông già đứng lại, vô chùa mà đã cua bà già. Nhưng mà mình cũng không có sợ. Vì sao vậy? Cái tuổi này nó không có đẻ, chồng ghẹo chơi thôi chứ không có gì, đúng không? Nhưng Đức nói ông già vô chùa mà còn mắc nết chọc bà già, đứng lại. Hai người bảy mấy tuổi tóc chạy ngộ. Ông chạy ra ông dắp cục đá té cả. Xong đứng lên chạy nữa, bỏ tặc cái chứ. Kinh chưa? Thấy kinh chưa? Thấy không? Bởi vậy tôi mà không len lỏi trên quanh chùa mấy ông già bà già này cũng ghê gớm. Thấy không? Rồi có một lần Nhân Đức qua bên đây nè, gặp hai ông bà nói chuyện mà cái khăn là Nhân Đức tặng. Cái khăn Nhân Đức tặng chứ đâu phải đâu mà có. Vậy đó mà nói khăn này rất là đẹp, rất là mềm mại. Lỡ đeo khăn cho bà vậy đứa này, khăn này đẹp lắm á, cô tôi tặng á. Ủa thầy, Nhân Đức nói sắp sửa xuống lỗ tới nơi mà không lo niệm Phật, tặng khăn cho nhau. Ông tin tôi đưa ông vô phòng hộ niệm, tôi hộ niệm ông chưa? Tuổi này sắp sửa vô vòng hộ niệm mà còn trao khăn cho nhau. Già mà còn gì? Vị ơi, Nhận Đức là do vui quý vị. Gặp nhiều trường hợp Nhận Đức làm mắc cười lắm. Khi Nhận Đức vượt chạy chết mồ vậy đó. Thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Bởi vì nhiều người nói ủa sao ngộ vậy ta? Thầy chùa này công nhận mà thấy sao mà các cụ ông ra, các cụ bà ra, các cụ bà. Còn cái khu nhà bên đây mới cắt nè, chướng giữa nó có một vị trí rộng nên các cụ ông bên đây, các cụ bà bên đây. Nhận Đức kêu Nhận Lăng làm một miếng dán chặn ngang. Nhận Lăng hỏi ủa sao thầy, mấy ông già bà già mà có gì đâu chặn, nguy hiểm lắm. Quý vị chưa thấy không? Ông già với bà già không còn một cái răng luôn. Hai người nói chuyện tình cảm kinh khủng. Xong ông già khen bà già là môi nàng vẫn còn hồng lắm. Mình nghe một cái mà mình bủng rủng tay chân. Mình nghe bủng rủng tay chân, nói thiệt quý vị. Xong Nhân Đức bước ra, Nhân Đức nói nè, vậy môi tôi có hồng không?
vị không? Chịu không nổi luôn. Coi lại thì Đức nói không còn cái răng nào hết trơn á, mà còn muốn cạp nữa hả? Kinh khủng không? Nếu mà nhà Đức mà kể chuyện quý vị nghe, không biết bao nhiêu câu chuyện mà kể cho quý vị nghe luôn. Ở trong cái hội chúng đông người nên đủ chuyện hết trơn á. Chàng, ô nhà Đức cầm cái cây, nhà Đức vượt chạy. Trẻ bây giờ vượt mấy ông già bà già. Cầm cái cây nhà Đức đó tôi đập cho chết. Bây giờ còn đi nổi mà đặt chọc ghẹo nhau, tôi đập cho chết tôi đi hộ niệm. Chạy dữ lắm, sợ chạy kinh khủng. Bởi vì biết mà những cũng thích những Đức, cũng quý những Đức, mà gặp những Đức đi đến đâu là sợ. Thấy không? À, không nhờ vậy đó mà quản được 2.000 người. Ừ, không giỡn đâu. Nên từ nơi đó nhiều chuyện lắm, nhưng mà được con cái là cái tâm mình vui. Nhân Đức muốn chia sẻ quý vị nghe những đoạn này để quý vị trong cái cuộc đời quý vị, vị đem Phật pháp bị áp dụng vào cái tâm quý vị, để quý vị gặp bất cứ sự cố gì bị vui là dễ giải quyết nhất. Hiểu không? Vì con người ai mà không có sai. Mình trẻ đây mình còn có sai, không chứ người ta già đã quân tập nhiều năm rồi, cái tâm đó nó vẫn còn. Dù là cái thân nó không còn giải quyết được vấn đề. Đó thiệt. Cái ông già đây kinh nghiệm đi. Tuy là cái thân mình không còn giải quyết vấn đề được, nhưng mà cái tâm, cái tâm á. Chứ ngoài ra thì rung rung gì còn gì. Quý vị chưa thấy ông già với bà già rung mà nắm tay với nhau gì nè. Nắm tay mà gì nè. Ờ à, nắm tay đó. Rồi tròn khăn cho nhau. Già mà ghê lắm á. Giỡn đâu nghe. Nhân Đức nói là cái thân nó không có giải quyết được vấn đề gì hết trơn á, nhưng mà cái tâm bên trong nè, cái tâm này nè, nó kinh lắm. Nó đã quân tập mấy chục năm của cuộc đời rồi, hiểu không? Cái tâm dê á, chưa, cái tâm dê thì chưa có lấy ra được, hiểu không? Nó tâm dê đâu có lấy được, hiểu không? Tâm dê sao lấy được? Nhiều lắm. Nên từ từ đó mà mình á, mình giải tỏa từ từ cho người ta, mình giải tỏa từ từ cho người ta, rồi mình mới nói rằng là bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái đã lớn hết rồi, đi vô chùa mình phải nghiêm túc đàng hoàng. Để không thôi con cái biết được mắc cỡ với người ta, nói từ từ, sửa từ từ. Chứ gì? Mình có trách gì cái dê này là vô lượng kiếp quý vị. Cái dê này nó đã vô lượng kiếp rồi. Nam mà gặp nữ là mình phải dê. Chứ bây giờ nam mà gặp nữ mà không dê thì đâu phải đàn ông. Đúng quý vị? Nó. Bây giờ thí dụ như bây giờ có nhiều cô đi đến chùa này nghe nhà Đức giảng pháp, có khi có nhiều bà ngồi chứ. Mà nhà Đức nhìn bà, nhà Đức làm nè. Cũng là một phương pháp để cho người ta tỉnh hồn lên quý vị, để người ta nghe pháp là tu. Không có giỡn đâu nghe. Cái khi mà họ đến gặn mình mà mình cũng chọc ghẹo, họ vui, họ thích đó quý vị. Mà cái tâm mình phải duy trì được mình thì họ mới chịu tu đó quý vị ơi, không có giỡn đâu. Đó. Quý vị biết bữa đó nhận Đức tiếp cái phái đoàn mà bên Mỹ về á, đúng là rõ ràng họ nghe pháp mình sao họ ra vậy. Có người vậy mà họ vui gì đâu mà công nhận đặc biệt gì đâu á chàng. Vui dữ lắm mà lớn lớn tuổi không à, 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy không mà người nào người nấy như là lão hoang đồng vậy đó. Vui đến mức vậy đó, chụp hình mà làm kiểu cọ đồ làm vui lắm. À, nên nó mình nói đúng là tu là phải như vậy. Chứ mình đừng có tu ra bắt bẻ, các vị đừng có tu ra khó khăn nghe. Mình đừng có cho rằng mình tu nhiều năm rồi bản thân mình là có một cái trình độ tu gì. Không có trình độ gì hết á. Chúng ta tu càng lâu thì chúng ta phải càng không có trình độ. Không có trình độ gì hết thì mới thật sự là người hạ mình. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi, chúng ta đi đến chùa bao nhiêu ngày tháng nay, vậy mà đối với chúng ta là chúng ta cũng phải cần cái chỗ ngồi ở phía trước.
Vì chúng ta có trình độ gì mà dám nói với người khác chúng ta có trình độ? Đúng quý vị, phải hạ mình không? Hạ mình đi. Và chúng ta hãy suy nghĩ, ta là một người phàm phu, ta cần được sự bổ túc và được sắp xếp để giúp đỡ mình. Ta không có nói chúng ta là một cái trình độ gì mà học đạo mà chúng ta đạt đến cảnh giới gì, không có. Nhưng mà có cảnh giới, thật sự có. Mình tự nói mình không có, nhưng nó có. Nhưng mình cho mình là người tu có đạt một cái công phu gì thì nó lại không có. Vì phàm phu mà đạt công phu gì? Chúng ta chưa được Phật A Di Đà rước gì cực lạc mà đạt công phu gì? Nên quý vị đừng có bao giờ cho rằng chúng ta là con số đi tu của mình là 7 năm, 10 năm, 20 năm gì mà xem thường người khác. Phải nhớ kỹ những điều này để chúng ta nghĩ mình không có gì cả. Đúng không? Bây giờ 15, 16 năm của Những Đức đi tu, bây giờ là trở lại đi rửa nhà vệ sinh của thở ban đầu. Cái trình độ của Những Đức là trình độ rửa nhà vệ sinh và nấu ăn. Cái công phu gì? Cái bằng cấp Những Đức là cái bằng cấp rửa nhà vệ sinh với nấu ăn. Lấy cái bằng cấp đó, đó để sử dụng trong cuộc đời mình. Còn mình là chờ Phật rước mình thôi, chứ trình độ gì? Mình là người niệm Phật thì Phật rước mình thôi, chứ bây giờ trình độ gì bây giờ? Ngồi suy nghĩ đi quý vị. Đúng không quý vị? Còn những điều như Đức chia sẻ vào pháp cho quý vị nghe, những cái câu chuyện kể cho quý vị nghe, để mỗi một con người chúng ta hãy nhận thức chúng ta có sai. Chúng ta có sai đó, chứ không phải không sai đâu nghe. Tu là tu đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu quý vị không gầy dựng cái tâm tu giải thoát cho mạnh, bị rớt đài á. Rớt á. Chứ không phải đơn giản đâu. Kiểu mà xồn xồn dùng xồn chúng ta gặp nhau gì nè, mà quý nhau, mến nhau, với không khéo nó sanh tình cảm á. Nó sanh tình cảm bất chợt mà chúng ta không thể nào ngờ được luôn á. Bởi vì những đức nó là không bao giờ dám gặp ai riêng biệt. Vì bắt đầu khi riêng biệt coi chừng con dê nó nổi lên. Dê ghê lắm nghe chưa? Không phải đơn giản nghe quý vị. Con dê này trong tâm mình nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ bên trong á. Nó mà gặp đối thủ là dê xuất hiện liền. Nên chúng ta là phàm phu, chúng ta hãy cho mình là phàm phu đi. Có những cái gì chúng ta tránh được thì tránh đi. Nó quý vị biết không đơn giản. Đừng có nói mà có chồng, có vợ gì, có chồng gì đi lợi chùa nghe pháp, nghe thầy giảng với quý mến mà gặp riêng với nhau rồi giết đi. Coi chừng gì. Nên tránh đi là tốt nhất. Nên mấy bà tránh xa tôi ra là tốt nhất. Hiểu không? Coi chừng đến gần tôi dê chết mồ luôn. Mà thà mà nói thẳng vậy đi quý vị. Tôi có nói tôi cái gì cao xa chứ. Để khỏi có tác dụng phụ, ai nói được tôi cái gì? Phải chi tôi nói tôi đẹp, tôi ngon quá thì người ta nói tôi còn bị kích động. Còn tôi đã phanh phôi tôi ra hết trơn rồi, khỏi nói nữa. Hiểu quý vị? Những cái gì chúng ta làm được thì chúng ta làm thôi. Con người ai mà không có mắt mà nhìn thì chúng ta sống trong cuộc đời này không có cái trình độ học Phật gì mà chúng ta đạt trình độ gì. Ai có trình độ đó thì cứ lấy bằng đó đi. Thấy không? Tôi xin lấy cái bằng nuôi bà già, tôi lấy cái bằng nấu ăn, tôi lấy cái bằng rửa nhà vệ sinh. Rồi còn những cái bằng khác tôi giao lại cho quý vị đó, nhận đi. Tôi cả đời tôi học Phật là gì? Nuôi mấy bà già, rửa nhà vệ sinh, nấu ăn, rồi niệm Phật. Vậy thôi quý vị. Mong quý vị rằng là những người mà những đức hướng dẫn Phật pháp á, quý vị tu tập cũng là một người phụ nữ đơn giản, một người đàn ông đơn giản, sống trong một gia đình đơn giản. Còn ai cao xa kệ người ta. Lúc trước chửi mình buồn, bây giờ chửi mình buồn chút, quên đi. Quên đi đúng không? Làm được không? Được không? Nó buông xuống nghe. Thường cười ha ha nghe. Đúng rồi. Phải cười chứ. Mấy cô cười đi với mấy cô tự đẹp. Khỏi cần trang điểm gì nhiều. Cần thiết thì trang điểm một chút. Thấy nhiều cô ở đây mặt cũng hồng hồng này chắc có một chút. Ok, vết một chút cũng được. Hiểu không? Mình
Rồi sao? Về nhà người ta nghe. Đừng có quá đáng quá. Chơi lớp là kỳ lắm. Nghe không? Nhẹ nhẹ thôi. Làm cho chồng mình thấy cũng hãnh diện một chút. Đàn ông mà người ta đi với vợ mà vợ mình sạch sẽ gọn ghẽ coi được chứ, người ta cũng hãnh diện một chút. Còn dẫn con vợ bước ra mà nhìn vô bà khùng vậy thôi, chịu thua. Tóc tai bùm xùm, mặt bài không đánh răng đánh gì hết chứ. Thấy cái gớm lắm quý vị. Nhưng mà đi chùa thì đơn giản cũng được. Nhưng mà lâu lâu chồng dẫn đi đâu, đi ăn uống gì, đi đám tiệc với bạn bè cũng trang điểm lên chút. Thường ngày mình không có trang điểm, nhưng mà bữa đó mình cũng trang chút đại đi. Hiểu không? Coi được chút nha. Cái này là mình Những Đức nói câu này đàn ông người ta chấp nhận lắm quý vị. Nghe không? Bây giờ mấy bà buông xả là buông xả từ cái tâm buồn giận của mấy bà đó. Chứ kêu mấy bà buông xả đi vô chùa tu để giảng sanh mấy ông có chịu đâu. Còn mấy bà muốn giảng sanh cực lạc thì tự cái tâm mình mà muốn giảng sanh cực lạc. Nghe không? Đó là xác thực trong cuộc sống rồi còn gì. Mỗi vai trò ở đâu lo tu ở đó cho tốt. Chỉ cần làm sao đừng có buồn giận để trong tâm. Đụng việc thượng nghịch gì cũng phải niệm Phật. Đừng có bao giờ buồn chán đi tự tử. Giống con nhỏ tự tử nè. Nên là Những Đức mới có bài giảng nè. Quả báo của người tự tử như thế nào? Nặng lắm đó. Thấy không? Sát sanh đã nặng rồi, tự tử là giết mình hại mình còn nặng ác hơn nữa. Khổ lắm á nghe. Tuyệt đối thông báo cho tất cả những người mà chuẩn bị tự tử, dừng lại đi. Dừng lại đi, đừng có đi tự tử kia chưa. Mấy bà mà có buồn gì nhất, mấy ông mà buồn nhất là ở đây tìm tôi. Tôi búa cho một búa không còn tự tử nữa đâu. Không tự tử đâu quý vị ơi. Người nào mà gặp Những Đức mà người đó đi tự tử là người này là kiểu như là ba trợn dữ lắm. Sao mà tự tử được? Đúng quý vị? Oh, chú vị an lạc vị ơi. A-di-đà-phật. Quên ở bên này nè. Bánh xèo. Hiểu không? Bánh xèo. Bữa mùng 8 tháng 3 Như Đức sẽ chỗ tài nấu nồi chè cho quý vị ăn. Chè đặc biệt. Được chưa? Đó. Xong một chút nè, mình ra ngoài bóp chanh cứu biết thật. Xong rồi bắt đầu là gì? Xuống ăn bánh xèo nghe không? Tất cả những người chưa đến thì thôi tì hỉ ăn bánh xèo nghe. A Di Đà Phật. Hồi hướng quý vị.